Hello hello, xin chào các bạn. Hôm nay đã là ngày cuối năm rồi, ngày 31 tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua là ngày 1 tháng 1 năm 2023, đã bước vào một năm mới rồi. Một năm thực sự trôi qua rất là nhanh các bạn. Và đây là lần thứ 6 chúng ta cùng nhau trải qua một năm rồi. Đầu tiên hết thì Thu muốn gửi đến các bạn Happy New Year. Chúc các bạn và gia đình có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Và đã 6 lần rồi Thuận nói Happy New Year với các bạn. Thời gian rất là nhanh luôn. Và Thuận rất cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành và ủng hộ kênh trong vòng 6 năm qua. 6 năm vừa qua chúng ta đã trải qua rất là nhiều điều. Và năm 2022 này cũng là một năm mà mang đầy khó khăn. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tiến tới. Và Thuận có hai thông điệp Thuận muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta tiến vào năm 2023. Một thông điệp là đến từ team của Thuận Capital, một thông điệp là đến từ Thuận. Và đây là thông điệp Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Và cái thông điệp đầu tiên này là đến từ team của Thuận Capital. Bản chất của blockchain cũng khá giống với cái cách mà một ngày trôi qua. Một khi đã qua rồi thì không bao giờ có thể lấy lại được. Nó là con đường một chiều và bạn chỉ có thể tiến tới phía trước. Bạn có hối hận về những quyết định đầu tư sai lầm của mình hay không? Bạn có tiếc nuối về những lần không lấy lợi nhuận hay không? Bạn có chán nản khi mà thị trường vẫn chưa cho bạn một cơ hội mới? Tất cả những điều đó đã nằm trong quá khứ và không bao giờ có thể lấy lại được. Giống như là việc một giao dịch đã ghi vào blockchain rồi, thì nó sẽ mãi mãi nằm ở đó và sẽ không thể đảo ngược lại. Hãy học những bài học trong quá khứ để đưa ra những hành động đúng cho hôm nay và có thể kiến tạo cho ngày mai. Một ngày trôi qua, một tuần trôi qua, một năm trôi qua, và hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Cho đến khi ngày mai trời còn sáng và blockchain vẫn còn chạy thì niềm tin của chúng ta vẫn còn vững bền. Và kế tiếp là một thông điệp mà tôi muốn gửi đến cho các bạn. 18.000 tỷ USD đã bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán năm 2022. Các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giảm khoảng chừng là 20% trở lên và là năm tệ nhất trong vòng 14 năm qua. Đồng thời cũng là năm 2022 thì 1,4 nghìn tỷ USD cũng đã bốc hơi ra khỏi thị trường crypto. Khi các bạn nhìn vào những con số này, các bạn có thể suy nghĩ tiêu cực hoặc các bạn có thể suy nghĩ tích cực là tiền không bốc hơi mà chỉ rời khỏi thị trường này và chúng ta đang có một số tiền khổng lồ chờ cơ hội để vào lại thị trường. Khi một người có tiền đụng độ với một người có kinh nghiệm thì người có tiền sẽ lấy được kinh nghiệm và người có kinh nghiệm sẽ lấy được tiền. Chúng ta vừa trải qua một năm đầy khó khăn. Mất tiền là điều mà không ai muốn, nhưng tệ hơn là nếu như bạn mất tiền mà không học được nhiều kinh nghiệm. Thay vì chúng ta kỳ vọng là năm 2023 là năm mà thị trường sẽ nhân từ hơn, thì chúng ta hãy chú tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Thời kỳ khó khăn tạo ra phe mạnh. Và nếu như mà bạn vẫn còn ở đây xem video này thì bạn là phe mạnh. Và phe mạnh sẽ tạo ra thời kỳ tốt. Thời kỳ tốt sẽ tạo ra phe yếu. Và họ sẽ nói với bạn lúc đó là bạn thành công vì may mắn mà thôi. Nhưng mà những bạn nào mà còn ở đây thì cũng đã biết một năm qua thời điểm này hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Và cuối cùng thì phe yếu lại sẽ tạo ra thời kỳ khó khăn. Và một chu kỳ nó cứ là như vậy. Nên nhớ là không có bear market của hôm nay thì sẽ không có bull market của ngày mai. Và thời điểm đen tối nhất trong đêm là trước bình minh. Happy New Year. Stay strong, stay real, stay humble my friends. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với kênh và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.